Đèn xanh, đèn đỏ. Gì đây? Trái tim cho mình á. Đúng, đã cử động. Đừng chạm vào bạn ấy. Đi với mình nào. Giờ sao? Chào buổi sáng bạn yêu. Mình đã làm bữa sáng. Bánh nướng ư? Mình không ăn đâu. Ủa, được rồi, mình sẽ uống hết nước vậy. Mình trở lại ngay. Mong là cái này ổn hơn nè. Ồ, mình thích nó. Đây là phòng tập. Mình tập luyện ở đây. Đầu tiên mình khởi động. Squat rất dễ. Mình muốn thử. Chà, nhanh quá. Này, bạn xong chưa? Đây là vài cục tạ. Một ít cho bạn và một ít cho mình. Chà, nặng quá. Sao nhỏ vậy? Mình muốn cái này. Thích quá à. Ồ, gì đây? Hù không? Nặng lắm đó. Mình không thể nhấc lên. Nhưng sẽ không bỏ cuộc. Sạc pin nào. Ồ, vâng. Mình làm được rồi, Sean. Thật ấn tượng. Ừ, bạn gái của mình đó. Chúng mình đang tìm lại búp bê. Sẽ có thưởng. Bạn có thấy cô bé không? Còn bạn? Bạn đã gặp búp bê này chưa? Đèn đỏ. Phải đợi thôi. Đèn đỏ. Nó làm mình nhớ về gì đó. Giống Squid Game. Đèn xanh. Đi được rồi. Mình thấy gì đâu không à. Bạn gái mình muốn ăn gì nhỉ? Cái đầu tiên, thứ hai hay thứ ba? Bình luận cho mình biết với nha. Chào mừng đến spa. Rất vui khi được massage thư giãn cho bạn. Ồ, gì đây? Cái nút ư? Pin hả? Mình sẽ tháo ra. Giờ thì massage thôi. Xong. Đặt pin vào lại và nhấn nút. Xong rồi à. Cảm ơn. Hôm nay thật kỳ lạ. Đi tạp hóa mua đồ nào. Yeah, người chơi mới. Gì vậy? Khoan, không. Mình phải quên Squid Game đi. Bạn ổn chứ? Ừ. Chúng mình lấy nhiêu đây? Máy quét bị hư rồi. Mình có thể quét mã. Yeah, mình có thể thuê thu ngân như vậy. Thanh toán bằng thẻ ư? Không tiếp xúc. Cô nàng có con chip á. Chào. Mình sẽ lấy đồ chơi cho bạn. Chỉ cần đánh đổ tất cả cốc thôi. Gì? Ông chủ đang bắn người chơi. Mình toàn thấy gì đâu. Mình thắng rồi. Tốt, giải thưởng đây. Cho bạn nè. Cảm ơn. Chúng mình đang tuyển chọn. Không hợp.
Bất ngờ chưa? Lucy, bữa tiệc này là cho bạn. Gì vậy? Bạn gọi đây là nhạc ư? Để mình làm DJ cho. Đây mới là nhạc chứ. Âm thanh khủng khiếp gì vậy? Chúng mình có nên nhảy theo không? Sao lại dừng lại? Nhảy đi. Họ đang nhảy. Mình biết họ thích mà. Tiếp theo. Phim này hay thật. Mình rất thích nó. Hết bỗng ngô rồi. Chỉ còn mỗi hạt ngô thôi à. Đừng lo. Đây nè. Ồ, bỗng ngô mới. Mắt laser thật tuyệt vời nha. Đây là cao trào của bộ phim Cuộc chiến ánh sáng. Mình không ủng hộ cái xấu. Nhận lấy này. Gì vừa xảy ra vậy? Bạn đã làm hỏng màn hình rồi. Đi thôi. Cảm ơn. Kính đây. Bạn làm hư rồi. Rạp phim này tệ quá. Mình xin nghỉ việc. Cô Adele, hợp đồng đã sẵn sàng. Cô Adele sẽ chỉ làm việc nếu các điều khoản này được đáp ứng. Còn dài hơn kịch bản của chúng mình nữa. Chào. Nến. Lãng mạn quá. Mình đồng ý. Làm sao bạn biết? Nhìn nhẫn kìa. Son không có nhẫn. Mình sẽ thay đổi nó. Của bạn đây. Cảm ơn nha. Tiếp. Thật hư. Không, mình không thể làm nữa. Không, né ra coi. Mình biết rồi. Robot này cũng ổn mà, nhỉ? Mình cần món quà đặc biệt. Gì đó liên quan đến robot. Không phải mấy cái này. Ồ, nước hoa dầu động cơ. Mình không đủ tiền. Mình sẽ tự làm quà. Mình có thể làm được. Chỉ cần buộc lại là xong. Bạn yêu, cái này là cho bạn nè. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Bạn sẽ thích bạn mình. Họ đây rồi. Chào Son. Đây là Sushi. Chào. Hả? Chào các bạn. Uống cà phê trước nha. Son, bạn đang ở đâu vậy? Mình không thích đồ của bạn ấy. Biết rồi. Ồ, nóng quá à. Đầm của mình. Chuyện gì vậy? Mình không biết. Nghe nói cô gái như này sống ở đây. Chào, mình đang tìm lại búp bê. Sao tìm ra cháu hay vậy? Cháu muốn ở cùng với Son. Nhưng ta là ba của con. Ba thương con mà. Về nhà đi. Kết thúc rồi. Son. Đèn đỏ. Dừng lại. Mái tóc này. Mình tiêu rồi. Mọi chuyện sao rồi? Rất tuyệt vời. Con chúng mình sẽ rất tự hào về anh. Tình yêu có thể thay đổi cuộc sống của bạn.